Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nha. Cụm rừng cẩm thị, cụm này đã sống khỏe rồi. Cụm này thì nó không có chung cốt, nhưng mà nó cùng chung bể đất tự nhiên, nhưng mà nó có kết cấu cũng khá là chắc chắn nha. Đó, cũng khá là chắc chắn. Đó, chứ không phải là nó rời rạc mà nó dễ bung ra nha. Đó. Cái này về mình lên khay nữa là ok luôn. Rồi, cụm này có mã số là 197 nha. Mã số là 197. Tổng hoành cụm là 155. Tổng hoành cụm là 155 nha. Rồi, cái hoành thân này đại diện đo được là 18. Cây cao đến đầu thân chính nha. Là 90. Bầu đất hiện tại nha. Bầu đất hiện tại nè. Bầu đất hiện tại là 70. 70 nhân cho 46. 70 nhân 46 nha. Rồi, cụm rừng này khá là đẹp nha. Cụm này nhà vườn xin giao lưu là 2,5 triệu bao ship. Đó, cụm này về mình lên khay nữa là ok thôi. Cùng chung bể đất tự nhiên luôn. 2,5 triệu bao ship nha mình. Rồi, nhà vườn xin qua cụm này luôn.